Xin kính chào quý khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Ngày hôm nay là bản tin tổng hợp của chúng tôi thực hiện với nhà báo Đỗ Dũng. Vì hiện tại có rất nhiều tin mà khán giả khắp nơi đang quan tâm. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi đã nối máy với nhà báo Đỗ Dũng đang công tác với báo Người Việt cũng như là đài truyền hình SBTN ở tại vùng Lido Sài Gòn. Vâng, xin chào anh Đỗ Dũng ạ. Vâng, xin chào anh Phạm và chào khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV. Vâng, thời tiết ở đó như thế nào rồi mà anh mặc áo phong phanh thế anh? Tôi đọc phong phanh là bởi vì làm việc liên tục 24/24, thời tiết mát thôi, ở ngoài hơi lạnh lạnh tí, trong nhà ấm ấm. Vâng, thưa anh, chắc có lẽ là bản tin đầu tiên chương trình muốn anh cập nhật cho những người khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV biết được là những diễn biến chính của hội nghị G20 ở tại Argentina, thưa anh. Ở hội nghị G20 vừa rồi tại Argentina kéo dài trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 thì chúng ta biết là có 19 quốc gia cùng với Liên Âu tham dự, tổng cộng là 20. Thì nó có 3 cái chủ đề mà ta chú ý nhiều nhất. Thứ nhất là cái thương mại Mỹ và Trung Quốc. Thì chúng ta biết là bên lề cuộc hội nghị này có cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình là chủ tịch Trung Quốc và ông Donald Trump tổng thống của Hoa Kỳ. Cái chuyện thứ hai ta chú ý là ông hoàng tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, cái vụ mà ông bị tố cáo là chủ mưu cái vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi ở tại tòa tổng lãnh sự của Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi ngày 20 tháng 10. Và cái thứ ba là cái vụ ông Putin sau khi nước Nga đụng chạm với lại Ukraine và tịch thu của Ukraine 3 cái tàu ở trong cái vùng biển đen. Thì đó là 3 cái chủ đề chính mà chú ý. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái chính vẫn là cái mà giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta biết là Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và trước khi đi đến cái hội nghị G20 đó, thì hai bên cũng đã có nhiều cái đàm phán để mà chuẩn bị, và người ta hy vọng là có một cái kết quả nào đó để mà chấm dứt cái cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bởi vì khi mà chiến tranh thương mại xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì tất cả các nước đều không có lợi, đó là chưa kể các nước nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thưa anh. Vâng, anh có chú ý cái hình ảnh mà ông Putin đã high five, đã đánh tay rất mạnh với lại ông Thái tử của Ả Rập Xê Út không thưa anh? Anh nghĩ gì về hình ảnh này? Dạ, chưa có anh, chưa có. Cái đó có thể nói rằng là cái chuyện hơi lạ, là bởi vì là Putin á, thì là ông ủng hộ Syria cũng như ủng hộ Iran. Iran với lại Nga là đồng minh của Syria, mà Iran á, thì lại là đối thủ của ông Saudi Arabia. Mà Saudi Arabia lại là đồng minh của Mỹ. Đó. Thế nhưng mà khi mà bây giờ đang xảy ra những chuyện thế này, nhất là cái chuyện mà Mỹ với Saudi Arabia bị khủng hoảng vấn đề ngoại giao đụng chạm trong cái chuyện mà cái ông nhà báo Jamal Khashoggi đó, rồi đồng thời cái là Nga cũng đụng chạm với Mỹ nhiều chuyện, và cái quan trọng nhất đó, là trước ngày ông Putin lên đường đi qua bên Argentina dự hội nghị 20, thì vào ngày thứ 6 và thứ 7, hai ngày hội nghị, thì thứ 3 đó, thì là ông Donald Trump cũng bảo là tôi có thể cancel, tôi không gặp ông Putin bởi vì cái vụ mà Nga tịch thu 3 chiếc tàu ở Ukraine. Thế mà cũng trong ngày thứ 3 thì ông Putin trong cái hội nghị đầu tư ở tại Moscow đó, ông bảo là tôi sẵn sàng gặp ông Donald Trump. Thì qua ngày thứ 4 ông Donald Trump bảo ok, rồi bây giờ thôi mình sẽ gặp. Thế nhưng mà chúng trong ngày thứ 4 đó thì lại đã xảy ra cái chuyện là Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, lại tiết lộ cái chuyện là ông nói dối với Quốc hội trong cái chuyện ông Trump đầu tư định xây cái Trump Tower ở bên Nga. Mà trong cái thời kỳ bầu cử, và còn tờ Washington Journal tiết lộ đó là ông Trump còn định tặng cho ông Putin một cái nhà penthouse để cho khu giao hồ đó trị giá $50 triệu, nhưng mà cái dự án đó là không thành công. Thế thì khi cái chuyện đã xảy ra như vậy thì qua ngày thứ 5 đó thì tòa ốc lại cho biết là Tổng thống Trump sẽ không gặp Putin nữa. Thì cái lý do mà tòa ốc đưa ra nói là lý do chúng tôi không gặp Putin là bởi vì cái chuyện Ukraine, nhưng mà nhiều người người ta bảo là chắc lẽ vì cái vụ ông Cohen thỉnh thử đã bị gặp thế kỳ quá, thành ra khi ông Putin đó trước khi lên đường đến Argentina ông nghĩ là ông sẽ gặp ông Trump mà giờ không được gặp. Thì có thể tôi trả thù cái tôi hai với ông thái tử của Saudi Arabia cái coi tính sau, còn đó cũng có thể là họ ông Putin gửi ra thông điệp cho ông Mỹ là nếu mà ông Mỹ mà làm quản thì tôi sẵn sàng bắt tay với ông Saudi Arabia. Mà đối với ông hoàng tử Salman thì ông cũng có thể gửi ra thông điệp là Mỹ mà làm quản tôi bắt tay với ông Putin, thì đó là cái mà có thể là như vậy. Vâng, vậy còn chắc chắn là rất nhiều người quan tâm cái hình ảnh mà cả thế giới đều nhìn thấy ở tại hội nghị G20 này là hai phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc đã ngồi xuống với nhau, thưa anh. Anh nhìn nhận sự việc này như thế nào? Sự việc đó thì bắt đầu trước khi mà hai ông gặp nhau người ta rất là lo ngại. Thì cái ngày thứ 7 hai bên gặp nhau tổng cộng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, ăn steak rồi này kia, nói chung là vui vẻ.
Thì sau đó đó thì giữ chỗ ông chăm sóc cuộc họp báo, nhưng vì ông George S.W. Bush, cựu tổng thống của Mỹ ở bên Mỹ, thì qua đời vào tối thứ sáu, thành ra ông Trump hủy bỏ cuộc họp báo đó. Nhưng mà cuối cùng hai bên cũng đưa được cái thông cáo chung, và hai bên đều cho là chiến thắng. Ông Tập Cận Bình đi về lại bên bên Trung Quốc cũng là vui vẻ, và ông Trump về vui vẻ, bởi vì trước đó thì hai bên đang có cuộc chiến tranh thương mại. Thì bên Mỹ muốn là Trung Quốc phải mở rộng thị trường của Trung Quốc để hàng hóa Mỹ vô, và Trung Quốc chấm dứt tình trạng gọi là bắt các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ. Cái thứ ba nữa là Trung Quốc phải chấm dứt cái tình trạng gọi là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Mỹ, đặc biệt là qua cái những cái vụ mà gọi là hack vô những cái gọi là internet đó. Đó. Về phía Trung Quốc á, thì muốn là Mỹ á, ngừng đừng đánh thuế nhập cảng nữa. Đó. Thì cái đó là cái mà trước khi vô người ta mong đợi vậy. Nhưng mà khi ra hai bên họp ra thì nói chung là nó tốt. Tốt là sao? Thứ nhất, hai bên tạm thời đình chiến. Đình chiến là gì? Đáng lý ngày 1 tháng Giêng năm 2019 tới đây thì Mỹ sẽ đánh thuế lên 25% đối với trị giá 200 tỷ đô la hàng nhập cảng Trung Quốc. Hiện nay Mỹ chỉ đánh thuế có 10% mà thôi. Thì Mỹ nói là những chủ ngày 1 tháng Giêng tôi sẽ đánh lên 25%. Thế thì bây giờ thương thuyết ra thì Mỹ bảo là ok, chúng tôi ngừng, tạm ngừng không đánh cái thuế này trong 90 ngày. Có nghĩa là tới ngày 1 tháng Giêng năm 2019 vẫn như mức thuế hiện nay là 10% trên tổng số 200 tỷ đô la trị giá hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào. Đó là phía Mỹ ngừng không làm cái chuyện đó. Về phía Trung Quốc thì nói rằng chúng tôi sẽ mua rất nhiều sản phẩm của Mỹ, trong đó có sản phẩm nông nghiệp, máy móc và những cái thứ khác. Đó. Rồi Tổng thống Trump thì bảo là ông Tập Cận Bình hứa là sẽ cho xe hơi của Mỹ nhập cảng vô thị trường Trung Quốc. Nói chung là những cái hứa hẹn, và hai bên bảo cái chung quy là gì? Chúng ta có 90 ngày để mà chúng ta gọi là thương thuyết. Và nếu sau 90 ngày đó mà không xong thì mức thuế sẽ tăng lên 25% đối với 200 tỷ đó. Đó. Thì đó là cái điều mà thế giới chờ đợi. Bảo thôi bây giờ hai ông tạm thời là ngưng chiến như thế thì tốt quá. Anh biết đâu ngày hôm sau là thị trường chứng khoán ngày thứ hai lên ảo ảo, thấy không? Lên vùn vụt, lên 200 điểm như chơi. Đó. Lên 400 điểm như Dow Jones, lên cả 400 điểm luôn. Bà con mừng quá. Thôi trước mắt là thứ nhất, coi như hai bên là cũng tạm ngừng không đánh nhau. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta để ý nó có những chuyện sau đây. Qua đến ngày thứ ba là ngày hôm nay, tự nhiên chỉ số Dow Jones xuống 800 điểm, tức là khoảng 3%. Nó xóa luôn hơn 400 điểm mà lên những ngày trước. Cả S&P 500 cũng xuống 3%. Rồi Nasdaq cũng vậy, được khoảng 3%. Nói chung là ba cái thị trường chứng khoán của Mỹ đều xuống hết. Người ta không ngờ là tại sao qua ngày thứ ba là ngày hôm nay mà lại xuống như thế. Thì nó có những lý do sau đây. Đó. Thứ nhất là gì? Người ta thấy rằng cái thông cáo báo chí của hai bên đưa ra, bây giờ người ta mới so ra, à nó có cái là không giống nhau. Bên Mỹ đó là bà Sarah Sanders, phát ngôn viên tổng thống, đưa ra bản thông cáo báo chí khác. Bên Trung Quốc, ông Vương Nghị đưa ra bản thông cáo báo chí khác. Thì ngày hôm qua một số cơ quan truyền thông họ mới so sánh, họ bảo ủa sao kỳ vậy ta, à sao lại có những cái chuyện như thế này. Thì đây để tôi điểm qua sơ qua cho quý vị biết những điểm khác nhau như thế nào. Ví dụ số 1, Mỹ nói là mức thuế nhập cảng mới của Mỹ sẽ đánh vào 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc là sẽ không được áp dụng vào ngày 1 tháng Giêng 2019. Đó đúng rồi, đúng theo thông cáo. Về phía Trung Quốc thì nói như thế này, Mỹ sẽ không tăng thuế nhập cảng. Đó là lời ông Vương Thục Văn, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, nói rằng Mỹ sẽ không đánh thuế nhập cảng hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1 tháng Giêng 2019. Anh thấy cái sự khác biệt không? Một bên bảo là không tăng lên 25%, một bên bảo là không đánh thuế. Bây giờ mình chưa biết ai đúng ai sai. Đây là chỉ so sánh hai câu có chỉ thôi. Điểm thứ hai, Mỹ nói là thuế nhập cảng đối với số hàng hóa này sẽ tăng lên tới 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận sau 90 ngày. Thấy chưa? Trung Quốc lại không đề cập tới thời hạn 90 ngày. À, thấy chưa? À, điểm thứ ba, Mỹ không đề cập chuyện hai lãnh đạo sẽ thúc đẩy thương thuyết nhanh chóng, xóa bỏ toàn bộ thuế nhập cảng để hai bên cùng có lợi. Trong khi phía Trung Quốc thì biết như thế này, lãnh đạo hai nước yêu cầu phía bên nhanh chóng thương thuyết, xóa bỏ toàn bộ thuế nhập cảng để hai bên cùng có lợi. Thế giờ bên Quốc bảo là lãnh đạo hai nước sẽ nhanh chóng thương thuyết này, bên Mỹ thì không thể nói gì cả. Rồi điểm thứ tư, Mỹ và Trung Quốc, Mỹ thì nói như thế này nhá, Mỹ và Trung Quốc sẽ thương thuyết ngay lập tức về chuyện các công ty Mỹ bị ép chuyển giao công nghệ, chuyện bảo vệ sản phẩm trí tuệ, hủy bỏ cản trở giao thương và ngăn chặn cái nạn ăn cắp trên mạng. Đó là Mỹ nói như thế, nhưng ông Trung Quốc lại nói khác. Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng làm việc với nhau để đạt đồng thuận trên các vấn đề thương mại, tức là rất chung chung. Rồi qua điểm thứ năm, Mỹ nói như thế này,
Trung Quốc sẽ mua rất nhiều tôi để ông mặc kép, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, kỹ nghệ và các sản phẩm khác của Mỹ. Ông Trung Quốc nói này, Trung Quốc sẽ nhập cảng thêm hàng hóa của Mỹ. Anh thấy không? Một bên nói chỉ rất nhiều, còn bên nói rất là chung chung. Nhập cảng thêm thôi, không chỉ rất nhiều, mà chỉ nói là hàng hóa của Mỹ, chứ không nói cụ thể là nông nghiệp, năng lượng, kỹ nghệ và các sản phẩm khác. Thấy chưa? Rồi cái điểm thứ 6. Mỹ thì nói như thế này, Trung Quốc sẽ ngay lập tức bắt đầu mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Chúng ta biết là trong thời gian qua là Trung Quốc đã ngưng không mua rất nhiều cái sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, đang cho Mỹ bán cho các nước khác. Bangladesh, Pakistan, Mỹ bây giờ là mua của Trung Quốc, giờ mua của Brazil. Thì phía Trung Quốc ở cái điểm này thì không đề cập đến việc Trung Quốc sẽ ngay lập tức mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Thấy chưa? Một bên bảo là sẽ ngay lập tức, bên này không đề cập. Rồi điểm thứ 7, Mỹ nói như thế này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tái xem xét việc cho phép công ty Qualcomm mua công ty NXP của Trung Quốc. Lâu nay Trung Quốc không có cho Qualcomm mua công ty này. Thì phía Trung Quốc lại không đề cập đến cái thương vụ này. Yeah. Qualcomm mình biết là một công ty lớn lắm, nằm ở San Diego. Rồi điểm thứ 8, Mỹ không đề cập việc thăm viếng song phương giữa hai quốc gia, giữa ông Tập Cận Bình và Donald Trump. Trong khi phía Trung Quốc thì nó nói rằng là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm lẫn nhau vào một thời điểm sau. Một bên nói có, một bên không nói gì cả. Điểm số 9, Trung Quốc sẽ, Mỹ nói là Trung Quốc sẽ quy định fentanyl là dược chất cần được kiểm soát. Fentanyl là cái chất mà nằm trong cái thuốc giảm đau mà hiện nay thanh niên Mỹ ở vùng thôn quê xài rất nhiều để nghiện luôn. Thì Mỹ đổ thừa là do Trung Quốc là xuất cả Mỹ. Thì bây giờ Mỹ nói là Trung Quốc sẽ quy định cái chất này là chất cần được kiểm soát, là chất cấm. Nhưng mà ông Trung Quốc ông lại nói này, Trung Quốc sẽ siết chặt việc quản lý chất fentanyl, thay đổi quy định kiểm soát thuốc. Siết chặt thôi chứ không có khác nhau. Điểm thứ 10, Mỹ nói như thế này, Mỹ, Trung Quốc, Bắc Hàn sẽ cùng nhau làm việc để bắt đảo Triều Tiên không còn vũ khí nguyên tử. Thì ông Trung Quốc nói như thế này, Trung Quốc ủng hộ một cuộc họp thượng đỉnh nữa giữa lãnh đạo Mỹ, Bắc Hàn, tôi không có trong đó. Điểm thứ 11, Mỹ không đề cập chính sách một Trung Hoa. Anh biết rồi, bây giờ chúng ta có nói cái chuyện mà tàu Mỹ qua rồi là Trung Quốc thì lại nói là Mỹ đồng ý tiếp tục chính sách một Trung Hoa. Thấy chưa? Ông Mỹ không đề cập chuyện này. Rồi, điểm thứ 12, Mỹ không đề cập chuyện mở cửa thị trường của Mỹ. Nhưng mà Quốc thì nói như thế này, Mỹ và Trung Quốc đồng ý mở rộng thị trường. Ông Trung Quốc thì bảo là hai bên đồng ý mở rộng, nhưng ông Mỹ thì không đề cập cái chuyện này. Rồi, điểm thứ 13 cũng khá là nhẹ bé. Chúng ta biết là thời gian qua, Mỹ bắt đầu siết chặt visa sinh viên Trung Quốc bởi vì họ sợ sinh viên Trung Quốc qua đây làm cái điểm. Thì trong bản thông cáo chí của Mỹ không đề cập đến đề du sinh Trung Quốc. Nhưng mà ông Trung Quốc để thế này, Tân Hoa Xã Trung Quốc nói thế này. Tân Hoa Xã nhá, dẫn lời Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói là Mỹ hân hoan chào đón du sinh Trung Quốc đến sống và học tại Mỹ. Thế chưa? Bây giờ ta nhìn ra những cái điểm khác biệt giữa hai cái thông cáo chung. Một đằng của bà Sarah Sanders là phát ngôn viên tổng thống, một đằng của ông Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc. Đó là cái yếu tố chính mà làm cho thị trường chứng khoán hôm nay bắt đầu. Những cái gì mà lạc quan hôm thứ hai thì qua ngày thứ ba bắt đầu ta hoài nghi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cực kỳ quan trọng luôn, là cái ông trưởng phái đoàn đàm phán Trung Quốc sắp tới đấy, là Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm là ông nào? Ông Robert Lighthizer, ông này là đại diện thương mại của Mỹ. Thì ông này lại là thành phần cứng rắn bảo thủ cùng với ông Peter Zaro. Peter Zaro là cái ông mà viết cuốn sách là Death by China đó. Bây giờ ông là chủ tịch hội đồng kinh tế ông bằng ốc. Thì hai ông này là phe nhiều hầu cứng rắn. Còn hai cái ông kia đó là ông bộ trưởng tài chính Steve Mnuchin và cái ông Larry Kudlow là cái ông cố vấn kinh tế. Hai ông này thì ôn hòa hơn, ủng hộ phe gọi là doanh nghiệp hơn. Hai ông này thì bảo là làm từ từ, chứ nếu mà làm quá căng quá Trung Quốc thì không được. Như vậy thiệt hại là hai bên, còn hai cái bạn quánh tối đa. Thì tôi đọc cái tờ Washington thì họ nói này, trước cái ngày lên đường mà đi Buenos Aires để mà họp hội nghị thượng đỉnh G20 cũng như họp với ông Tập Cận Bình, thì cánh ông Mnuchin tìm cách không cho ông Peter Nazarov đi. Họ vận động là sao không cho ông đi, bởi ông này cứng rắn quá, đi không được, ra ngồi đàm phán được. Thế mà bây giờ lên máy bay Air Force One, nó thấy sao ông này lù đi lên. Rồi, xong hàng, thấy không? Khi qua cái Buenos Aires đó, thấy ông này ngồi trong bàn đàm phán luôn. Nếu quý vị coi truyền hình quý vị thấy nè, ông Trump ông ngồi đây nhá, bên phải ông là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, kế
ông Pompeo là ông John Bolton của vấn đề quốc gia, rồi tới ông Peter Dazzaro, rồi mới tới ông John Kelly là tránh văn phòng tòa cấp. Mà chúng ta để ý khi ông Trump nói chuyện, tất cả người ngồi im hết, riêng ông Dazzaro lúc đầu ra khỏi nghe. Thì bây giờ có thể nói là cái thành phần cứng rắn được Tổng thống Trump coi như chỉ định trong cái thương thuyết này, thì giới đầu tư họ thấy ngay tôi chết cha rồi. Nếu mà cứng rắn quá thì sẽ không đạt được gì cả. Thì đó là hai cái yếu tố mà nó làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó bụt, giới đầu tư họ lo ngại vô cùng. Điểm thứ ba cũng quan trọng không kém là bây giờ chúng ta qua tháng 12 sắp sửa quỹ dự trữ liên bang cho phép sẽ giảm, sẽ tăng lời lên ít nhất là 0.55% nữa. Bởi vì kinh tế Mỹ giờ đang lên, họ sợ lạm phát, họ phải tăng phân lời để cho bớt một tiền đi. Thì đây là những cái yếu tố mà nó làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay lo ngại. Đó là do tại sao Dow Jones rớt 800 điểm như vậy. Vâng, thưa anh, theo như những gì mà chúng tôi xem thời sự bấy lâu nay thì cái tấm hình mà cả thế giới đều vui mừng khi thấy cả hai bên ngồi xuống với nhau, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc. Theo như chúng tôi nghĩ rằng là đây chỉ là một tấm hình mà một sự gặp gỡ nhau cho đẹp đội hình, chứ nó không mang theo tầm chiến lược như là nếu như là cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình. Anh nghĩ như thế nào thưa anh? Chính xác thưa anh, nhưng mà nó có cái khổ thế này nhá. Ông Trump á, thì ông là người mà thường xuyên đi gọi là thương thuyết những cái điều, những cái cuộc thương vụ. Ông khoái đàm phán riêng, giống như ông gặp ông Kim Jong Un trước đây mà tôi chỉ thích hai đứa tôi ngồi nói chuyện, không người khác. Nhưng mà đó là vấn đề chính trị quốc gia, với lại nó chỉ liên quan đến Bắc Hàn và Nam Hàn. Ok. Còn cái chuyện thương mại á, nó khổ một cái á. Nếu bây giờ hai ông mà ngồi nói chuyện riêng á, thì không biết nói cái gì. Bởi vì hai ông không nắm được vấn đề, bởi vì đó là vấn đề phức tạp vô cùng. Cái điểm thứ hai nữa, có thể Trung Quốc họ không chịu. Là bởi vì chỉ có tôi với ông gặp nhau ra mà ông nói khác. Đó. Và ông Trump cũng sợ là, ê, anh Tập Cận Bình gia anh khác. Anh thấy không? Bây giờ gặp cái bác anh văn võ gặp cho đầy đủ vậy mà hai không có chí đoàn khác thế này nữa, anh thấy chưa? Thành thử ra đó, khi mà ngồi chung rồi thì đúng như anh nói là họ không bàn được cái gì cụ thể, là họ tìm cách học câu giờ rồi 90 ngày rồi tính sau đó coi tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Chứ còn mà vô họp với nhau đúng như anh nói đó, chỉ có hai người thôi nắm vận mệnh quốc gia, mấy cái điều dễ hơn và họ có thể có cái gì đó bí mật ở trong đó mình không biết. Nhưng mà cái như tôi nói là họ sợ đi ra ngoài lại nó khác, hay là ê, vô trong anh ngồi anh hứa tôi ra ngoài không nuốt lại hứa là đi giấu đó, thành như nó phức tạp lắm anh, không đơn giản nha. Vâng, như vậy thì theo như những gì anh trình bày là cả hai bên ông nói gà bà nói vịt, cũng như là ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đã tụt dốc mạnh như vậy, phải chăng là theo như anh nghĩ rằng là phía Mỹ và phía Trung Quốc còn rất nhiều khúc mắc mà chưa tháo gỡ được hay không thưa? Chắc chắn rất còn nhiều khúc mắc, và anh thấy trong cái thông cáo báo chí của Mỹ đó, mà cái bản thông cáo mà cái lời đưa ra mà gọi là sơ sài đó, hai bên không nhắc tới cái chuyện mà Mỹ lo ngại nhất là biết cái gì không? Chuyển giao công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc. Hiện nay luật của Trung Quốc là các công ty Mỹ đầu tư vào nó phải cho Trung Quốc ngồi trong hội đồng quản trị. Và trong bao nhiêu năm đó tôi quên mất, 5 năm, 3 năm tùy theo, anh phải chuyển giao công nghệ của cái hãng đó cho chúng tôi. Mỹ rất sợ cái này. Là bởi vì đó là một hình thức ăn cắp công nghệ công khai. Và khi Trung Quốc họ có được những cái bản vẽ đó, có được những cái gọi là công thức đó, thì họ triển khai rất là ngon và có thể là vượt qua cả Mỹ luôn. Mà cái đó Mỹ đầu tư rất nhiều trong hệ thống các trường đại học, cả mấy trăm cái trường đại học của Mỹ họ nghiên cứu, họ mới có được những cái đó, họ bán cái đó cho các công ty kỹ nghệ để đi sản xuất. Anh thấy không? Mà tính ra cái đó, đó mất nó còn nhiều hơn cả cái thâm thủng mậu dịch giữa hai bên một năm, mà tính mất cả mấy trăm tỷ đô la, mà cái đó là tiền không, bởi cái quỹ mà gọi là nghiên cứu quỹ lớn ghê đó mà các trường đại học đó mà dòng Trung Quốc là ông đòi lấy. Đó là cái khúc mắc mà Mỹ muốn Trung Quốc bỏ, mà Trung Quốc vẫn chưa chịu là nó là như vậy. Cái đó là một trong những cái tôi nghĩ là trở ngại nhất. Còn mở cửa thị trường đánh thuế chuyện nhỏ, nhưng mà Mỹ muốn là ông Trung Quốc nếu ông không ngừng đó tôi đánh thuế mạnh ông. Đó là cái mà Mỹ lo ngại nhất rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua châu Âu. Chắc chắn là điểm nóng của nước Pháp, ai cũng đang quan tâm chuyện này. Vâng, thưa anh có thể cho biết là những gì đang xảy ra tại Pháp không thưa? Dạ, tại Pháp thì trong lúc này nó có hai chuyện xảy ra. Chuyện là mình nói chuyện vui trước đi, chuyện buồn sau. Chuyện vui đó là ngày hôm qua các anh cầu thủ mà tiền vệ Luka Modric thủ quân đội tuyển Croatia đó, anh được giải quả bóng vàng của FIFA. Về nhì đó là anh Ronaldo của Bồ Đào Nha, và về hạng ba là anh Guisen của Pháp.
anh mà đoạt cúp vô địch vừa rồi đó, thì đội Croatia đó năm nay anh biết là họ vô chung kết, họ đứng hạng nhì thôi nhưng mà đó là cao nhất trong lịch sử của họ rồi, thấy không? Rồi cái anh mà Muric này đó, là anh được giải quả bóng vàng ở giải World Cup luôn, kỳ này anh được các báo lại chọn đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 quả bóng vàng lọt vào tay một người khác không phải Ronaldo với Messi, anh thấy không? Trước giờ toàn Ronaldo, Messi trong 10 năm qua là hai ông này mỗi ông lấy năm quả. À, cái lần cuối cùng mà không phải hai ông này là ông Kaká năm 2007, ông Kaká là đội đá là người Brazil đá cho đội AC Milan, còn Modric này bây giờ đá cho Real Madrid. À, thì cái đó là cái tin vui cho cầu thủ Modric, Luka Modric tối ngày hôm qua đó là ông thắng cái giải quả bóng vàng cũng được trao ở tại Paris luôn. Vâng. Có chuyện không vui là những ngày qua thì chúng ta biết cả hàng ngàn người dân Pháp đổ xuống đường biểu tình chống chính sách thuế của tổng thống Macron. Ông đánh thuế vào dầu diesel và xăng, lấy tiền thuế đó để mà làm sạch môi trường. Thì người dân Pháp đó, họ xuống đường họ biểu tình, và nếu quý vị thấy đó, họ mặc áo màu vàng. Màu vàng có nghĩa là gì? Bên Pháp nhưng xe hơi là có áo màu vàng, khi xe bị hư đó mình mứng đứng ra mặc áo vàng cho cái xe bị hư thì mình sửa, ai tới giúp mình. Thì tất cả họ đều mặc áo màu vàng đó. Và không chỉ ở Paris mà các thành phố khác đó, họ xuống họ biểu tình, họ phá hoại, đục đổ cảnh sát, 4 người chết, hơn 100 người bị thương, hơn 400 người bị bắt. Mà đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong 50 năm vừa qua của nước Mỹ. Thì họ phản đối cái chính sách mà tăng thuế xăng dầu thế này. Bởi vì sao? Họ bảo là bây giờ chúng tôi, nhất là những người ở các cái, ở anh ở đô thị lớn á, anh còn đi xe metro, đi xe lửa được, xe điện được. Còn ở những đô thị nhỏ ngoài là họ đi lại hàng ngày bằng cách là lái xe. Mà sang bên Pháp anh biết đắt ghê lắm. Thấy không? Một ca lâm bên đó là 5-6 đô la đó. Chứ không phải như Mỹ có 2-3 đô la. Mà bây giờ tăng lên đó mà cái xe là phương tiện họ đi lại hàng ngày. Mà bây giờ tăng vậy thì chết không? Thế là họ biểu tình. Họ biểu tình quá thì hôm thứ bảy biểu tình, thì hôm thứ hai ông Macron vẫn còn nói cương ngon lắm, ra thị sát nơi không, dứt khoát là tôi không chuyển bước này. Nhưng mà tối ngày hôm qua thưa anh, cuối cùng chịu không nổi. Và rồi sáng ngày hôm nay, thủ tướng Edouard Philippe của Pháp đã phải thông báo là tạm ngưng không áp dụng luật thuế đó vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, để mà coi như là hạ hỏa vấn đề biểu tình. Nhưng những người biểu tình họ bảo là họ sẽ vẫn tiếp tục đó, họ là cái này hạ hỏa nó chưa ngưng, chưa ngưng, và họ không muốn làm chuyện này. Thì đây là cái sự chống đối đầu tiên của cử tri Pháp đối với Macron, mặc dù người ta ủng hộ ông rất là nhiều khi muốn lên làm tổng thống. Thì có hai cái trở ngại cho ông. Thứ nhất đó, là ông còn muốn thay đổi cả cái hệ thống mà bảo hiểm xã hội của Pháp hiện nay. Biết bên Pháp người ta làm một năm được có 10 tháng chơi 2 tháng, làm ngày đúng 8 tiếng rồi về nghỉ, buổi trưa có nghỉ trưa đó, họ quen như vậy thôi. Mà họ đi làm xong họ về, đi về hưu họ hưởng nhiều trợ cấp được. Ông Macron tính thay đổi đó, thay đổi không được. Thì bây giờ ông nhắm qua cái chuyện gọi là tăng thuế xăng để lấy cái tiền. Tại sao tôi nói cái chuyện này liên quan chuyện kia? Là bởi vì ông không cải tổ được hệ thống hậu thì sẽ không dư được tiền. Nếu dư được tiền tôi sẽ cải tổ môi trường. Bây giờ không đụng vô đó thì không dư tiền để cải tổ môi trường. Tôi bắt đầu tôi lấy thuế xăng. Thì chính vì vậy mà bị chống đối và người ta biểu tình. Và bây giờ chính phủ Pháp phải chùn bước xuống cho anh. Vâng, như vậy thì anh có nghĩ rằng đây là một cái thất bại của ông Tổng thống Pháp hay không thầy? Chắc chắn một cái thất bại của ông bởi vì ông đã không ngờ và ông không đánh giá được cái sự phản ứng của người dân nó quá lớn. Bởi vì anh nên nhớ như tôi nói bên Pháp đó, những cái vùng thôn quê đó, mỗi nhất cái tỉnh lẻ nhỏ là họ đi làm bằng xe mà. Mà anh phải nhớ cái điều này đó, các đô thị của châu Âu bây giờ đó, dần dần nó quá đông rồi, người ta không vô, di dân vô đông quá. Những dân Pháp họ đi ra, dân bản xứ họ đi ra ngoài họ ở, cũng giống như ở những vùng ven đô mà họ đi chợ, đi học, đi đâu họ phải đều đi bằng xe. Mà xe mà anh đánh thuế xăng như thế thì chịu sao nổi, cái đó là anh đánh một túi tiền của người ta rồi còn gì nữa. Đó là cái lý do tại sao mà ông không hiểu được cái điều đó, ông là mọi người ủng hộ ông thì nha, là sai lầm trong chuyện này. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp của chúng tôi Nửa Vòng Trái Đất TV với nhà báo Đỗ Dũng, cập nhật cho quý vị biết những cái tin tức mà quý vị đang quan tâm trong tuần vừa qua. Cảm ơn anh Đỗ Dũng rất nhiều vì đã cập nhật cho khán giả được biết những thông tin rất là bổ ích thôi. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV. Vâng, xin chào.